Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn, nó quay trở lại với kênh của thằng nóng Lazada. Mình đang cầm trên tay là cái đồng hồ mình mới mua XL830L anh em. Con này mới mua luôn, còn nguyên hộp đây này. Mà tình hình bị lỗi anh em ạ. Hôm nay thì mình xem là có sửa được nó không nhá, và xem khắc phục nó như nào. Ok. Cây vậy đấy không ạ, mới mua được dùng, chưa dùng được tí nào. Hôm nay mình lấy ra mình đo thì nó phát hiện nó bị lỗi này. Đây, nó sẽ có đang cái thang này đo, thang đo vôn một chiều này, bên này vôn xoay chiều này. Thì nhá, đây mình đo, thường là mình hay sử dụng để đo vôn, để đo thông mạch là cái nước này, nó hình con diốt này. Nó kêu. Đó. Nó kêu và không đo được luôn. Đây, mình cắm que đo vào cho mọi người xem này. Đây. Con cũng là con này. Không được. Thang đo chở nhưng cũng không chạy luôn. Không nhảy kim này. Nước nạo không được. Nhưng mà mình đo vôn thì vẫn đo được nhá. Đây, mình có một quả pin 4V này. 4V mình để nước 20V đo thử nhá. Âm này. Nó vẫn báo đủ vôn nhá. Rồi. Mình thử vào nước đo xoay chiều này, đây của cắm điện này. Xoay chiều mình sẽ để nước ở 600V này. Cắm thẳng vào. Con này thì nó không có cái mốt chỉnh về xoay chiều, một số cái dòng như của mình cũ là mình nó có cái mốt chỉnh này này. Ấn nút đây để xoay chiều một chiều ấy. Thằng này vặn sang đây là đo luôn. Điện đây đang là 230V xoay chiều nhá. Rồi. Chở thì đây. Mình sẽ quay lại với nước đo chở này. Có một đống chở đây. Được cái mấy con chở này thì người ta ghi sẵn cho mình cái ấy rồi. Mình sẽ đo từ con chở 1K đi. Chở 1K này, xem có đo được không. Khả năng không đo được ấy, tại vì chọc kim vào nó cũng chả nhảy gì. Đây, chở 1K này. Đây, con chở 1K này. Đây, cái đầu kim vô ra ngoài này. Đó, nâu, đen, đỏ, chở 1K nhá. Xem có đo được không. Mình có năng là hẹo không đo được nhé. Không nhảy kim gì luôn. À, nó nhảy kim chứ. Mà kim mình bỏ kim ra nó nhảy này. Đây, 3, 2, 3 này. Nó nhảy loạn xạ. Thôi, như vậy cái đồng hồ này nó đang bị lỗi nha, không đo được chở, không đo được thông mạch. Ở phần bên A này mình không đo nhé, chỉ mình đo dòng này đó. Đo cái nhỉ, áp là đo một chiều, xoay chiều đều được. Không ngồi học rồi, đèn vẫn chạy này. Mấy chức năng của nó hâu nhất thì vẫn chạy hết nhá. Kim này thì không phải là kim lỗi nhá. Mình đo sang đây, chúng bạn xem luôn. Mình đo sang cái đồng hồ này. Mình thường như hay dùng cái con này này, 266 cái đây này. Đây đó, đo thử anh em con chở 1K nhá. Dùng luôn cái dây này, bực cái nước đo chở này. Đây cao ôm này, có tự động. Đỏ này, đỏ dương này. Để thử xem phải chết dây nhá. Đo luôn con chở 1K này. Không phải là con chở chết. Đo thử chở. Nó đang là 985 ôm. Tương đương với 0,9 cao ôm nhá. Là 1K này. Con này nó tự động sướng anh ạ. Không phải chỉnh. Theo phán đoán của mình ấy, thì con này khả năng nó đang bị lỗi trong này. Tháo ra xem nhá. Xem được con nào mình thay nhá. Thường những cái đợt trước mình hay dùng con này nó hay bị gọi là cháy cầu chì. Thay cầu chì xem nhá. Giờ mình sẽ mở này ra. Con này gì đây. Con này trước mình làm video rồi, nói chung mình cũng các anh em không nên mua này. Đo sai số khá nhiều. 82 đồng hồ mà lởm vãi đáy. Không nên mua này nhá. Anh em cố gắng mua con 366 cái đây kìa. Nó 200 nhưng mà dùng nó sướng. Đây. Bên trong. Gọi đây nào. Mày cũng còn sáng phết chứ. Đây, đây là cái loa của nó đây. Thử xem là cái loa không. Để sát này thì nó sẽ kêu to hơn thì phải. Để sát này nó sẽ kêu to hơn. Rồi. Mình táo thử xem nó có bị chập cái công tắc không nhá. Con này chắc mình có video bung rồi. Không có gì à. Xem có kẹt công tắc các kiểu gì không. Nhiều khi là nó có kẹt đất cát gì trong này. Nhưng mà mới chắc là khả năng thôi à. Đây. Cái mạch của nó đây. Không sao. Chân này thì không gãy không mất. Sáu chân. Cái này trước mình còn bôi cái gì nhỉ. Bôi dầu silicone đấy để cho nó gọi là nó trơn đi. Không thấy gì nhá này. Gặp lại không sao. Mình cứ kiểm tra kỹ thôi. Tìm nguyên nhân. Rắc này không chập không dính vào nhau này. Nguồn vẫn tốt. Ây à. Để xem cái chân này nó có được không. Đây. Có hai cách là các bạn sẽ phải quan sát trước. Mình sẽ quan sát. Quan sát con nào nghi ngờ mới đo. Còn nếu mà đo hết tất cả các đống này thì mất thời gian lắm.
mấy con này thường là câu chỉ nó hay để hai bên này này, em tìm kiếm kỹ. Để mình nhìn xem lại nha. R này, R này, R, R, R. Đây là mình nhìn thấy đây nhá, đây này, bên này. Đây, anh em nhìn kỹ này. Đấy, có một con nó biến sắc này. Đây. Đây có một con mình thấy nó bay mất số này. Mọi người nhìn kỹ này. Đúng không? Nó bay mất số. Những con này của nó vẫn còn số này. Con số này. 105 này, 104 này. Đến con này bay mất số này. Đây, con này chậm ở đây này. Bay mất số ở đây, nhìn kỹ nhá. Đó. Đây mấy con này thì nó vẫn còn này. À, những con này là con số này. Con số này, chân còn bóng này. Mới chỉ nhìn vào mắt thôi nhá. À. Đấy, con số bây giờ thử lại thì mình sẽ dùng đồng hồ đo thử xem. Rất nhiều anh em khổ là mình mua một cái đồng hồ như này mà đến lúc cần đo thì nó hỏng mẹ rồi. Thì lấy đồng hồ đo để mà đo. Ờ, nên là mình thì mình rất sẵn mình mua mấy cái đồng hồ nhá. Nên tốt nhất là kiểu 2 cái nhá. Mình có một cái mà cái đồng hồ nó lăn quay nó hỏng thì lấy cái gì mà đo, thì làm gì mà sửa được nó, nên bao giờ phải mua hai cái một kim một số tùy anh em. Ở đây mình mua cái ambe kim, cái này ngon lắm, con này dùng rất thích nhỉ. Rồi mình sẽ để ở nước thông mạch thôi, nước đo diốt này. Cái đây là đo thông mạch kêu này. Ở đây nha, ví dụ đo thử cho mọi người xem nhá. Mình đo một con trở này xem nào. Không kêu. Đây con thử này. Được. Con này nhìn là con tụ hay sao. Một số con là trở, một số con là tụ nhá. Thôi đây tập trung mình đo cái con mà mình phát hiện ra bằng mắt đi chứ đo quạ này. Đây cái con nó chính là cái này này anh em, mình nhá, còn giữa hai cái lỗ này này, nó bay mất cả IC, nó bay mất cả con gì ấy. Chắc mình đoán chắc là cái cầu chì ở cái con điện trở này nó bay mất, khả năng là đo bị sai thang hay là cái gì ấy. Nó sai nhầm kim thì nó rất dễ bị nổ nhá. Không được nhỉ. Rồi. Bây giờ mình sẽ thay thử một con điện trở 10 ôm. Có thể thay con 1 ôm, 2 ôm nhá. Mình thay một con hay con 1 ôm được nhỉ. Thay một con 1 ôm được. Bình thường là những con bảo vệ người ta sẽ làm từ dưới 10 ôm. Mình thay một con bộ ôm đi. Đây, thay vào đây. Xem có được không nhé. Mà hình như nó là chính là ở cái chân này luôn mà. Rồi để hắn lại nhá. Đây này, thấy không? Chân này nó đã vào rồi.
Rồi, vừa hàn lại anh ạ. Cái mối hàn lúc đấy nó bị, theo mình kiểm tra nó bị lung lay. Nó phải cứng như này. Nó có lung lay, thử lại nhá. Lâu không hàn gì, kém quá. Đấy quên, cho cái này vào trước này. Rồi có cái này, công tác. Ồ, rồi hết mấy cái nút của nó rồi anh ạ. Nút bấm này. Có hàng cái nút này. Trong này thôi mà cũng có gì đâu. Nó rẻ mà nên là cũng không có gì to tát cả. Rồi, nên đặt ở đây. Khoác cái pin này vào. Không mình trở lại. Đấy. Ok. Đặt ra. Hết kêu rồi đấy. Hết kêu rồi anh em. Được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp vào để thử nhá. Dán băng dính lên cái loa này. Nhổ này ra trước này. Chưa bắt ốc vội nhé. Rồi. Vậy trước mặt nó không kêu rồi này. Ồ, hiện về không này. Ồ, nó hiện về gần không thì mới đòn rồi nhé. Rồi. Mình sẽ cắt dây này. Đo thử nước thông mạch trước này. Kêu này. Hiện đấy không này. Ok rồi. Mình sẽ đo thử một vài con trở đi. Con trở 10k này. Đo thử con trở 10k. Để là nước 200k nhé. Đấy, nó ra 9,9k này. Để thẳng 20k thế nào. Đấy, được. Con này đo thì nó cũng sai số khá là nhiều ấy. Chuyển đến một ôm không nói. Đây, mình thử đo con 1k xem nào. Đây là chuyển 1k nhé. Chừng 1k thì nó sẽ là đỏ, đen và nâu. Con chuồng 10k sẽ là hồng, đen và nâu. Rồi, con này 1k thì mình vẫn để ở nước 20k nhé. Đây là 9,9k này. Là 1k này. Để nước 200 này. Ok, hồ 9k này. Còn nước bao vô thì vẫn bình thường. Tại vì trước nó chỉ bị không đo là thông mạch mới cả nó lại trở thôi. Phần vô thì mình đo lại test nhé. Ok, chỉnh cái đấy. Mấy cái đồng hồ này nó không tự động nữa. Mình đang đo thông mạch là chuyển sang đo lung tung nó bị chập nữa. Pin nó ra gần 4V này. Chuẩn. Ok. Nó sửa ra. Như vậy xem nào. Chỉ cần thay cái con mình chỉ cần nối một con trở. Đây mình vẫn đang dùng con trở vỡ ôm nhé. Ở chỗ đoạn này là được rồi. Đó, thay cái con này gần chỗ PTC này. PTC thì là cái con khi mà nó giống con NTC ấy, khi mà khi mà nhiệt độ cao thì nó sẽ nở ra. Con này nợ thế. Đó. Nó như một cái cầu chì bảo vệ mạch thôi. PTC. Đó. Rồi xong rồi. Một lần nữa các bạn, cảm ơn các bạn theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay thì like, subscribe kênh cho đón các video tiếp theo. Bắt đầu lắp lại đây thôi.